Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ Sáu ngày 29 tháng 7 với những nội dung đáng chú ý sau. Du lịch Nha Trang Khánh Hòa đa dạng sản phẩm dịch vụ mới lạ. Hội thảo khoa học quốc tế công nghệ xanh và phát triển bền vững. Khánh Hòa triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 10 năm học 2022-2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 22 ngày 3 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Qua 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 22, có thể nhận thấy các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện cơ bản đồng bộ, nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những kết quả đạt được đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo đô thị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe dự thảo báo cáo sơ kết cũng như các ý kiến tham luận, hội nghị đã làm rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế, đúc rút những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, nghiêm túc công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đề nghị các cấp ủy, các ngành, cơ quan, đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và các văn bản pháp luật có liên quan về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phải sâu sát cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa các chủ trương quy định pháp luật thành các quy định cơ chế chính sách về đất đai phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh và pháp luật hiện hành nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy Cam Ranh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết về chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, tăng cường các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhiệm vụ thu ngân sách với nhiều kết quả nổi bật như giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 2,2 ngàn tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh số bán lẻ và dịch vụ đạt 3,4 ngàn tỷ đồng, tăng 17,3%. Thu ngân sách hơn 309 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của thành phố Cam Ranh trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi thành phố cần quan tâm tìm giải pháp tháo gỡ. Trong đó tập trung tuyên truyền nghị quyết 09, chương trình hành động của thành ủy đến người dân, rà soát các danh mục đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với nguồn lực để triển khai nhằm thúc đẩy hạ tầng, kinh tế thành phố. Đặc biệt, quan tâm đến công tác quy hoạch để mang tính đồng bộ. Thành phố tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, chủ động phối hợp với các sở ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đối với công tác xây dựng đảng, tiếp tục bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, phát triển đảng viên mới, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và xem xét các kiến nghị của thành phố Cam Ranh, từ đó có các giải pháp hỗ trợ địa phương phát triển nhanh trong thời gian tới. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện các chương trình trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân, chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa.
Đánh giá việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng tiến độ còn tương đối chậm so với kế hoạch, đặc biệt là trong vấn đề giải ngân nguồn vốn trung ương và nguồn vốn cấp tỉnh. Trong năm 2022, Chính phủ đã giao hơn 34.000 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương cho các bộ ngành địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Qua tổng hợp, tính đến cuối tháng 7, mới chỉ có 27 trên tổng số 52 địa phương đã trình Hội đồng Nhân dân thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương. Trong đó có 13 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn. Nguyên nhân được xác định do tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền từ các bộ, ngành trung ương còn chậm và chưa được đồng bộ, kịp thời. Bên cạnh đó, các thông tư hướng dẫn có liên quan cũng chưa được ban hành, dẫn đến không đủ cơ sở để tổ chức thực hiện và giải ngân vốn các chương trình. Do đó, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó sớm có giải pháp tháo gỡ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Sáng nay, khối thi đua số 1 các cơ quan tham mưu của tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Khối thi đua số 1 gồm 6 cơ quan tham mưu của tỉnh ủy là Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức và Văn phòng tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan đơn vị trong khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của cơ quan nên các phong trào thi đua luôn thiết thực. Những tháng cuối năm, các cơ quan trong khối thi đua sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tham mưu, chuyên môn chính trị được giao, tổ chức tốt các hoạt động thi đua chung của khối, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khối thi đua các sở quản lý nhà nước khối 2 cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 vào sáng nay. Khối thi đua các sở quản lý nhà nước khối 2 có 6 thành viên, gồm Sở Du lịch, Khối trưởng, Sở Xây dựng, Khối phó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và Sở Công thương. 6 tháng đầu năm, các thành viên trong khối đã triển khai thực hiện các hiệu quả các nội dung thi đua đã đăng ký theo từng lĩnh vực phụ trách, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ ngành phát động. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực, chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Các thành viên cũng đã làm tốt vai trò tham mưu, hoàn thành các mặt nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, nỗ lực cải cách hành chính, góp phần vào kết quả tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Tại hội nghị, các thành viên thảo luận và thống nhất tiêu chí chấm điểm thi đua công đoàn các sở, đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành công tác thi đua 6 tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè này, ngoài những sản phẩm tour du lịch truyền thống đã được khai thác từ nhiều năm qua, các doanh nghiệp tại Khánh Hòa đã nâng cấp và đầu tư thêm các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí lễ hội mới nhằm thu hút du khách. Bước đầu đã nhận được những tín hiệu khả quan khi lượng khách du lịch đến với thành phố biển ngày một đông. Các chỉ tiêu về du lịch đều vượt xa kế hoạch đề ra. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đoàn khách này trở lại với Nha Trang Khánh Hòa mong muốn có một kỳ nghỉ hè thật vui tươi sảng khoái. Các sản phẩm du lịch biển đảo đã quá quen thuộc thì họ lựa chọn trải nghiệm loại hình du lịch sinh thái, du lịch về nguồn để được hòa mình với núi rừng thiên nhiên, cùng trải nghiệm nhiều dịch vụ thú vị như cắm trại, vui chơi, tắm suối. Đây cũng là loại hình du lịch được nhiều du khách ưa chuộng trong mùa hè năm nay. Đi biển rồi đi công viên nước thì em cũng đi nhiều rồi, nhưng mà em muốn đi du lịch kiểu người bản địa hơn thì nên là em muốn lên đây. Nó rất là thiên nhiên, em rất thích đi những đâu mà có nhiều cây xanh, lại còn có suối với còn nước nữa nên là em lại càng thích. Để thu hút du khách, hiện nay nhiều sản phẩm du lịch mới được đầu tư cải thiện đã đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách khi đến với Nha Trang Khánh Hòa. Đặc biệt nhiều điểm du lịch lớn quen thuộc cũng nỗ lực làm mới để thu hút du khách. Trong đó, VinWonder đưa vào vận hành tàu ngầm du lịch toàn kính với tầm nhìn vô cực. Khu du lịch Long Phú đưa vào khai thác sản phẩm Hoàng Hôn Nha Phu, trải nghiệm cắm trại, chèo thuyền kayak khám phá rừng ngập mặn, mang đến làn gió mới cho du lịch của thành phố biển. Có một cái trải nghiệm là chèo thuyền len vào suối để tham quan rừng ngập mặn. Và khách sẽ tận nhà biết được những cái cây hay là những con vật của cái vùng ngập mặn đó thế nào. Đó là một cái sản phẩm mới mà hiện nay công ty mình đang hướng. Tất cả những cái đoàn đón nhận cũng rất tốt về cái chương trình này.
Bên cạnh đó, vốn là thế mạnh của Nha Trang Khánh Hòa mỗi dịp hè về, các tour du lịch biển đảo cũng khẳng định sức hút khi mỗi ngày bến tàu du lịch đón khoảng 4.000 lượt khách tham quan. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật, lượng khách có thể lên đến 7.000 khách một ngày. Đặc biệt mùa hè năm nay, nhiều doanh nghiệp cũng đẩy mạnh khai thác dịch vụ du lịch gắn với du thuyền, thuyền buồm, khám phá vẻ đẹp biển đảo xứ Trầm Hương, các trò chơi mạo hiểm trên biển như mô tô nước, flyboard, thuyền chuối, lướt ván, lướt sóng cũng đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Đối với lại một số các cái sản phẩm dịch vụ mới vừa qua trong dịp hè được khai trương ra mắt đối với lại du khách thì qua các cái thông tin của đánh giá của các chương trình du lịch cũng như là trải nghiệm của du khách thì chúng tôi thấy là hiện nay là du khách cũng rất là thích thú với lại những cái sản phẩm mới, thì đây cũng là một cái hiệu ứng rất là tốt đối với lại hoạt động du lịch mà chúng tôi rất là mong muốn là trong thời gian tới thì tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều chương trình để mà hỗ trợ cho chương trình kích cầu du lịch. Với những nỗ lực đầu tư đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, Khánh Hòa nằm trong nhóm các địa phương có sự phục hồi du lịch nhanh nhất cả nước. 7 tháng, tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 1.448.000 lượt, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chủ yếu là khách nội địa. Thị trường khách quốc tế đang trên đà hồi phục với nhiều đường bay mới vừa được đưa vào khai thác tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Sáng nay tại huyện Vạn Ninh, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản du lịch Vân Phong đã tổ chức lễ ra mắt và công bố thành lập mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Đến dự có đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa và các cơ quan đơn vị liên quan. Theo đó, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản du lịch Vân Phong gồm có 30 thành viên, trong đó có 2 doanh nghiệp và 28 hộ sản xuất kinh doanh. Ngành nghề chính là nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch. Đối tượng nuôi hiện nay gồm tôm hùm, cá biển và hầu Thái Bình Dương. Địa điểm thả nuôi tại Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh. Hợp tác xã hiện có quy mô hơn 3.000 ô lồng nuôi thủy sản các loại với tổng diện tích mặt nước hơn 70.000 m2. Tổng vốn đầu tư của hợp tác xã khi thành lập đạt hơn 200 tỷ đồng. Tại lễ ra mắt, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản du lịch Vân Phong đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung kiểm soát chất lượng, giá cả đầu vào con giống thủy sản, tìm kiếm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập cho các xã viên, tổ chức sản xuất, hiệu quả chất lượng và xây dựng vùng nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hợp tác xã đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ phát triển vùng nuôi lên hơn 30 hectare với quy mô đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 do các điều tra viên cung cầu lao động là cán bộ lao động, thương binh xã hội và công tác viên cấp xã huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các điều tra viên đã được phổ biến các nội dung Thông tư số 01 ngày 25 tháng 1 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, kế hoạch số 6023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời được hướng dẫn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm và năm 2022, hướng dẫn ghi thông tin phiếu cung và cầu lao động. Đây là hoạt động nhằm phục vụ việc phân tích, dự báo thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường lao động, cung cầu trên địa bàn tỉnh hàng năm, làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương, đồng thời đánh giá, phân tích, dự báo thị trường lao động, định hướng và điều phối thị trường lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội thảo khoa học quốc tế công nghệ xanh và phát triển bền vững lần thứ 6 do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Kunsan và Trường Đại học Quốc gia Penghu, Đài Loan, Trung Quốc phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang vào sáng nay. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều học giả trong và ngoài nước. Hội thảo khoa học quốc tế công nghệ xanh và phát triển bền vững là chuỗi hội thảo được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Được tổ chức lần đầu vào năm 2012. Đây là diễn đàn trao đổi học thuật cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế thông qua các phiên toàn thể, báo cáo keynote và các phân ban theo từng chủ đề nhằm đẩy mạnh giao lưu, hợp tác và phát triển khoa học công nghệ trong và ngoài nước, đặc biệt lĩnh vực công nghệ xanh và phát triển bền vững. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút các nhà khoa học đến từ 27 nước, từ 5 châu lục gồm châu Á, Mỹ, Úc, châu Âu và châu Phi. Ngoài các báo cáo tại hội thảo, ban tổ chức còn triển lãm một số gian hàng về các sản phẩm khoa học công nghệ
của giảng viên và sinh viên trường Đại học Nha Trang. Hội thảo diễn ra đến hết ngày mai, 30 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên khối lớp 10 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, chương trình và sách giáo khoa lớp 10 năm học tới cũng khác trước, vì vậy việc triển khai chương trình mới gặp không ít khó khăn. Hiện nay, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tư vấn cho phụ huynh và học sinh đăng ký tổ hợp môn học tự chọn. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 ngoài 8 môn bắt buộc, toán, văn, tiếng Anh, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Giáo dục địa phương, học sinh phải chọn 5 môn học từ 3 nhóm. Cụ thể, nhóm khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, khoa học tự nhiên, môn vật lý, hóa học, sinh học và công nghệ và nghệ thuật, gồm công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Cùng với đó, sách giáo khoa lớp 10 năm học tới cũng được thay mới hoàn toàn với nhiều bộ từ các nhà xuất bản khác nhau. Dù đã được phổ biến tuyên truyền rộng rãi, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã được tập huấn. Tuy nhiên hiện nay, việc triển khai chương trình mới gặp không ít khó khăn vì thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên giảng dạy một số tổ hợp môn. Về khó, nhà trường thì tổ chức cái tổ hợp môn lựa chọn là thuộc 6 nhóm. Thì trong đó có thể nói là từ nhóm 1 đến nhóm 4 là nhà trường có thể tiến hành được. Nhưng mà nhóm 5, nhóm 6 là có xuất hiện môn nghệ thuật. Thì ở nhóm 5 là có cái môn mỹ thuật và ở nhóm 6 có cái môn nhạc. Thì về cơ sở vật chất của nhà trường thì phòng ốc của trang thiết bị là không có. Rồi đội ngũ giáo viên mà dạy mỹ thuật với âm nhạc thì cũng nhà trường cũng không có. Thì trên tinh thần là thực hiện cái công văn của sở thì nhà trường cũng cho các em đăng ký. Mà cũng biên chế có cái tổ hợp mà có mỹ thuật là một lớp, tổ hợp có âm nhạc là một lớp. Sau đó là nhà trường sẽ báo cáo về sở để sở có phương án. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đối với môn âm nhạc và mỹ thuật, trong điều kiện các trường chưa đáp ứng được, nhà trường vẫn phải xây dựng tổ hợp môn lựa chọn, có các môn này trên cơ sở nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh và báo cáo sở. Sở sẽ xây dựng phương án theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đáp ứng việc tổ chức giảng dạy hai môn này trên cơ sở đề xuất, báo cáo của các trường. Các trường cũng lưu ý học sinh cân nhắc thật kỹ khi chọn tổ hợp môn. Về nguyên tắc, trong 3 năm trung học phổ thông, học sinh có thể thay đổi tổ hợp môn học nếu thấy không phù hợp. Nhưng nếu học sinh có nhu cầu thay đổi thì phải học các môn của tổ hợp môn dự định chuyển sang. Dạ, con cũng hơi lo là con sợ chương trình mới nó sẽ có những cái bài khó hơn, nhưng mà con nghĩ nó sẽ tốt hơn cho sau này mình thi đại học. Thì con cảm thấy nó được cụ thể hơn, là mình chọn môn theo cái sở trường của mình rõ ràng hơn. Có lẽ sẽ dễ cho việc lựa chọn của các bạn học sinh sau này hơn. Chương trình phân ban mới thì nó sẽ giúp học sinh định hướng trước về cái nghề nghiệp sau này và trường mình muốn học. Bình thường sẽ phân ban vào năm lớp 12, nhưng mà phân ban lớp 10 nó sẽ có thể giúp học sinh học chuyên về cái môn mà bản thân mình muốn, bản thân mình cái nghề nghiệp mà mình muốn học. Nó giúp học sinh học chuyên về cái môn đó thì nó rất là sẽ không có mất thời gian vào những mà không cần thiết. Dù là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 10, nhưng đa phần phụ huynh đều đánh giá cao chương trình này. Thực tế thì hôm nay nhà trường là hướng dẫn cũng là rõ rồi, thì gia đình về sẽ xem các nguyện vọng để đăng ký cho cháu học cho nó theo chuyên môn và tốt hơn. Chế độ thế thì cũng là tốt vì nhà trường quan tâm đến lâu dài, còn sau này vào đại học nữa thì các cháu nó có khả năng của mình sở trường về môn nào thì các cháu theo học môn đó, thì sau này là xét nguyện vọng để vào đại học thì nó tốt hơn. Một lưu ý đối với sách giáo khoa lớp 10 năm nay, sau khi học sinh đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn và nhà trường lên danh sách lớp, phụ huynh mới tiến hành mua sách. Chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 10 giúp cho học sinh phát triển những phẩm chất năng lực cần thiết, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Vì vậy, phụ huynh và học sinh cần nắm được các thông tin cơ bản, đồng thời chủ động để chuẩn bị bước vào năm học đầu cấp. Sáng nay tại thị xã Ninh Hòa đã diễn ra hội thi Thiếu nhi kể chuyện sách. Hội thi do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa tổ chức. Hội thi năm nay có chủ đề Ước mơ và khát vọng. 136 em thiếu nhi, gồm có thí sinh chính thức và thí sinh minh họa ở cả hai lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên tham gia. Trong thời gian 10 phút, với hai hình thức lựa chọn là kể chuyện hoặc kể chuyện có minh họa,
sân khấu hóa lồng ghép vào câu chuyện kể bằng thơ, ca, hò, vè, hình ảnh, múa minh họa về những tấm gương cá nhân, tập thể đã làm rạng danh quê hương Khánh Hòa và đất nước Việt Nam từ năm 1975 đến nay. Các thí sinh đã mang đến hội thi nhiều câu chuyện cảm động về ý chí nghị lực khát khao vươn lên, về tình yêu quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu, về biển đảo quê hương và những chiến sĩ cách mạng kiên trung trong trái tim mỗi thiếu nhi Việt Nam. Hội thi kể chuyện theo sách được tổ chức nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong thiếu nhi, hướng tới xây dựng xã hội học tập, giúp các em thiếu nhi khơi dậy niềm đam mê đọc sách, bổ sung, trau dồi kiến thức cho bản thân. Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn sáng nay đã tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân thực hiện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2022. Những năm qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em luôn được huyện Khánh Sơn quan tâm đẩy mạnh. Toàn huyện hiện có 3 bể bơi phục vụ công tác dạy bơi cho trẻ em. Tuy nhiên, hàng năm, tình trạng đuối nước trẻ em vẫn xảy ra trên địa bàn huyện. Nguyên nhân chủ yếu là do các em không biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Một số địa điểm còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Do đó, thông qua buổi lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học bơi, rèn luyện sức khỏe cũng như việc phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, đồng thời trang bị kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước trẻ em. Sau lễ phát động đã diễn ra giải bơi thiếu nhi các lứa tuổi huyện Khánh Sơn năm 2022. 40 vận động viên nhí tranh tài ở hai cự ly 25m đối với lứa tuổi dưới 10, 50m đối với nhóm từ 11 đến 12 tuổi và từ 13 đến 15 tuổi. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.